vừa rồi thì Út Cường phát hiện Uche đã ở vào thế việt vị, nhưng anh cũng rất khôn ngoan để chuyển Cao Văn Chiến không vào. Lỗi việt vị. Tiếng còi đã được trọng tài cất lên, nhưng rõ ràng là Quốc Chí sau khi vào sân, những pha chạm bóng của anh đang mang tới quá nhiều những nét tươi mới, quá nhiều sự đột biến cho lối chơi tấn công của Sana Khánh Hòa Bỉ Việt Nam. Pha quay chậm cho thấy đây là một tình huống phạm lỗi rất nguy hiểm của thủ môn đội trưởng Quốc Cường bên phía Long An đối với Cao Văn Triền. Một pha vào bóng bằng gầm giày của thủ thành mang áo số 25 này, và